Xin chào tất cả các bạn đã tới tựa game mới của Glee mang tên là Oxygen Not Include. Đây là một trò khá là mới mà mình đã phải tập chơi trước khi đăng video vì mình sợ các bạn đến đá. Và lý do mình thấy cũng hợp lý mà. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu với thế giới mới. Mình hơi ốm. Thế chỉ ho thôi. Mình hy vọng các bạn không phiền. Thì bởi vì trong video mình có thể là ho khá là nhiều. Ok. Các bạn chọn character của mình. Mình tìm đứa đây. Tìm cái kiểu mấy thằng này thì trong khá là đẹp. Mình sẽ đặt tên đây là tên thằng của mình, Anh Quân. À, tên của người nước ngoài mà mình quen được. Và tìm mấy cô gái. Không phải, các bạn chờ mình tí. Không phải con này. À, mình coi mình chọn rõ với cho thằng này Pendomis. Hãy thử đổi cái này. Đây mình muốn một con da trắng tóc như này cơ. Nhưng có phải mình đang gặp một con da đen. Lại da đen rồi. Rồi. Chọn con này cũng được. Rồi Embok có nhiều cái tài nguyên gọi là ugly. Beijing. Ok, cô này ngon nhưng mà nước đâu nhỉ? Nước trên này cơ. Thôi thấy cũng được rồi. Bây giờ nhiệm vụ các bạn là phải đào đất để xoay cái thứ đồ bọn này sống sót. Mình sẽ tắt mấy cái này đi. Là colony. Những cái vấn đề gì bạn nó sẽ hiện ở đây. Ở đây là colony required storage. Như là cái các thành viên của bạn nó cần toilet. Và toilet nó ở plumbing. Cái outhouse này. Cái outhouse này nó cần đất để hoạt động. Mỗi lần dùng là mất 5 đất. Nếu bạn nào mà không muốn tốn đất thì các bạn phải research. Thì nó sẽ có cái gọi là lavatory. Nó giống cái kiểu nhà vệ sinh nhưng nó chạy bằng nước cơ, nó không chạy bằng đất. Thì mình sẽ đặt một cái ở đây. Đặt cách xa xa tí, tránh mùi hôi. Và mình build cái thai này cho nó đẹp. Và bạn nhấn tab để chỉnh thời gian. Mình sẽ chỉnh nhanh hết cỡ. Các bạn thì thấy độ họa cái rất là đẹp. Ok, mình đã có sắt rồi. Sắt thì các bạn dùng để làm nhiều thứ. Chẳng hạn như cái Ugly Dioxide là máy chuyển từ cái nhiên liệu Ugly này thành oxy. Bây giờ mình sẽ cho chậm lại thôi. Rồi mình sẽ xây thang. Cách 2 thì lại đây. Cần lưu cái thai đây cho bọn nó đấy thiếu đất đấy. Đang nữa sẽ xử lý sau. Ở đây cũng đầy đất mà. Giờ đào đống này để mình xây giường cho bọn nó. Giường thì ở furniture và cái tên là cot. Nó giúp giảm xì chít. Mình sẽ tua. Thực ra mình chưa cần xây thang ở đây, chẳng qua mình xây cho nó đẹp thôi. Nhưng mà bọn này cũng thích làm, thôi kệ bọn nó, cứ cho nó làm. Cái ugly này là kiểu tài nguyên cực kỳ quan trọng trong game. Nếu bạn mất thì coi như bạn chết. Hoặc là ít nhất, đây nhiều này, đấy. Cái vua này khá là ngon.
Chỉ tội nước trên này mình phải build, mình sợ nó bị ngập khi mình đào đất. Ok, rồi mình sẽ xây cái giường. Ồ, gay go thế. Và để bạn có thể chọn điều khiển nhân vật các bạn kiểu phải làm cái gì trước thì các bạn hãy nhấn vào cái chỉ số số đây, chẳng hạn như mình bắt nó một cái xây cái giường trước thì mình kéo mình thành số 9, đây gọi là kiểu mức độ quan trọng. Sao mày không cần đào đống này cơ? Ok, bạn phải chọn người chủ sở hữu cái giường, nếu không bọn nó sẽ vẫn ngủ dưới đất. Đúng là bọn ngu. Đớt lấy đâu nhỉ? Mình quên mẹ lắm rồi. Đây, đớt đây. Đây, đây sẽ cho Ghostman. Mình nghĩ mình sẽ đổi tên cái con này thành Mayki. Không, đi sai rồi. Mayki là cái tên thật của Wii1991 đâu ạ. Vấn đề đây là insufficient resource, nghĩa là đang thiếu một số đồ, đang bị thiếu như kiểu tài nguyên để sử dụng. Ở đây chính là cái ao hao sinh của mình. Và mình đang đào đất. Đây là mức độ oxy. Nhấn F1 để thấy thì mình đây là very breathable. Là mọi thứ khá là ổn. Nhưng mà mình vẫn phải xây cái máy kia sớm nhất có thể. Mình sẽ xây cái tai đây cho cái thằng anh cưng nó. À, anh cưng mình ngã. Nếu bạn tua chậm ấy, các bạn thấy game nó ra QT luôn. Thế giới nhỏ bé. Ok rồi, mày lại đào này cho bố. Xây cái này. Đây cái đống Ugly. Ồ, chết rồi, anh Quân mắc kẹt. Anh Quân mắc kẹt. Anh Quân bị mắc kẹt. Lên, anh nào, lên nào anh Quân. Anh Quân mắc kẹt. Thật là ngu người. Ê, bỏ phần này đi. Chỉ cần hai thanh là nó đủ bay lên rồi. Bây giờ là việc ưu tiên của mình là xây cái này. Để mình xây cái research center. Thằng kia nó phải xây thang, nó trèo lên. Là mình. Nào anh Quân lên, cẩn thận nào. Thằng này đang đói. Nhanh lên, nhớ thằng chết đói. Chết lần mình để cả lũ mắc kẹt. Thế tua. Ồ, anh Quân nó mắc kẹt rồi. Anh Quân đào thêm sắt. Power thì mình thường xây cái power của mình ở đây. Rồi mình xây cái máy research để mình research được cái cogenerator là tạo điện bằng than thì nó tiện lợi hơn. Đấy, tua một số lúc phải tua, không thì xem mãi ở này làm đồ cũng chán lắm bạn. Ok. Thế là mình hôm nay làm đến đây là hết. Hy vọng các bạn thích video. Hẹn gặp lại các bạn.